Xin chào các bạn nhé. Hôm nay trên đường đi từ Hà Giang vào thì sau một cơn mưa, tôi thấy là bà con hiện nay là hoa màu đang bị lũ cuốn, cũng tương đối là thiệt hại. Bây giờ bà con đi dựng lại cây ngô. Trời dạp hết rồi. Do cái cống này phần càng cao á.